Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Hôm nay nhà Phương Đông sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng hiện đại mang mã số PT292204. Đây là thiết kế đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ phần kiến trúc với giá vô cùng ưu đãi, chỉ 3.999.000 đồng. Đừng bỏ qua cơ hội để các bạn sở hữu một hồ sơ chất lượng với chi phí vô cùng tiết kiệm so với những hồ sơ thông thường này nhé. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ PT292204. Đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 12,8m, chiều sâu là 10,9m, diện tích sử dụng khoảng 242m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 bếp ăn, 5 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh và 1 sân phơi. Đây là một mẫu nhà giá rẻ có diện tích nhà chính và sân vườn khá rộng rãi. Ở tầng 1, các không gian sinh hoạt chung và khu vực phòng ngủ được phân chia rõ ràng. Phòng khách 29,1m2 được thiết kế, nối liền với bếp ăn 25,7m2. Đây là một xu hướng kiến trúc có thể áp dụng cho mọi mẫu nhà, không còn những bức tường chắn thô cứng, thay vào đó là một hệ lam gỗ rất tinh tế, cho không gian được khơi mở tuyệt vời, tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái. Thiết kế phòng khách liên thông với nhà bếp còn giúp các thành viên có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng. Chị em phụ nữ bận bịu với việc bếp núc vẫn có thể trò chuyện với chồng con hay cả gia đình cùng nấu nướng, chuyện trò rôm rả với nhau. Từ phòng bếp có một cửa ra sảnh phụ và một cửa đi ra phía sau nhà. Như vậy sẽ rất thuận tiện khi gia chủ khi đi ra ngoài sân, khi xử lý thực phẩm, dọn dẹp hay đổ rác mà không cần phải đi ra phía cửa chính. Hệ cửa với các tấm kính lớn cũng cho phép nguồn ánh sáng tự nhiên có thể tràn vào mọi ngóc ngách của không gian sinh hoạt chung, góp phần tô điểm vẻ đẹp cho ngôi nhà, mang đến cảm giác ấm cúng, chan hòa. Mỗi nhà có tới 5 phòng ngủ, nhưng không vì thế mà các căn phòng có diện tích nhỏ hẹp, bí bách. Chúng tôi đã thiết kế và bố trí hợp lý để các phòng ngủ này là không gian nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái cho gia đình có đông thành viên. Hai phòng ngủ được đặt ở tầng 1, có diện tích là 11,6 và 12,6m2. Trong đó một phòng sử dụng vệ sinh chung 4,2m2 và một phòng có vệ sinh riêng khép kín 2,8m2. Ba phòng ngủ ở tầng 2 có diện tích lần lượt là 13,7, 15,3 và 25,7m2. Phòng ngủ chính lớn nhất được thiết kế có góc đặt tủ và thay đồ ở đây. Tương tự như ở tầng 1, tầng 2 cũng được bố trí hai vệ sinh, một chung một riêng diện tích 2,8 và 4,2m2. Vị trí các phòng vệ sinh được đặt để thuận tiện nhất trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời cũng đảm bảo sự sạch sẽ, riêng tư. Sân phơi 9,4m2 được đặt ở đây, được thiết kế để đặt máy giặt và cây treo đồ thoải mái mà không sợ những ảnh hưởng xấu của thời tiết. Cuối cùng là một không gian không thể thiếu đối với mỗi gia đình là phòng thờ rộng 10,5m2. Chúng tôi đã đặt bàn thờ sát tường và quay ra hướng mặt tiền theo đúng phong thủy. Cửa sổ lớn ở đây sẽ giúp không gian luôn thông thoáng dù có nhiều hương khói. Các phòng công năng của mỗi nhà này đã được sắp xếp sao cho phù hợp nhất với khoa học và thói quen sinh hoạt của gia đình chủ đầu tư. Tiếp sau đây, mời các bạn cùng chúng tôi ngắm nhìn những hình ảnh ngoại thất khác của mỗi nhà nhé. Tại mẫu thiết kế này, các kiến trúc sư đã tạo nên những khối kiến trúc vô cùng ấn tượng. Sự ấn tượng đó không phải được làm nên từ sự cầu kỳ hay phức tạp trong tạo hình và thiết kế mà hoàn toàn ngược lại. Đây là những khối kiến trúc vô cùng đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo sự vững chắc và kiên cố mà một không gian sống cần có. Những hình khối nhô ra, thụt vào vừa độc đáo lại vừa có trật tự đã thành công tạo nên một tổng thể hoàn mỹ. Hệ cửa chính bằng gỗ tự nhiên với những ô kính thoáng mang tới vẻ đẹp sang trọng, kết hợp cùng hệ cửa phụ, cửa sổ là khung kim loại sơn trắng với kính cường lực, vừa mang vẻ đẹp hiện đại, tinh tế, lại cho nội thất bên trong nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào. Mẫu nhà được khoác lên mình bộ cánh màu trắng tinh khôi, đây là màu sắc kinh điển trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kiến trúc, màu trắng vừa nhẹ nhàng, tinh khiết lại vừa sang trọng, quyến rũ, vì vậy, nó dường như không bao giờ cũ, không bao giờ lỗi thời. Nhưng để tránh sự nhàm chán và quá an toàn, thì chúng tôi đã kết hợp thêm những màu sắc khác một cách tiết chế và hài hòa. Chân tường tầng 1 của công trình được ốp đá tông xanh rêu, phần chân cột và những mảng tường trên cửa sổ, cửa phụ, giáp với mái, được sơn xanh lam cùng tông với màu xanh của hệ mái Nhật. Những chi tiết này vừa giúp cho ngôi nhà vừa trở nên nổi bật, thu hút ánh nhìn, lại vừa trở thành lớp bảo vệ rất tốt. Hệ thống mái Nhật vuông vức góc cạnh mang tới cho ngôi nhà vẻ bề thế, cao giáo. Không những thế, hệ mái còn mang tới sự ưu việt vượt trội cho không gian sống với khả năng thoát nước, chống ẩm, chống thấm, chống nóng vô cùng tốt. Ngoài phần nhà chính,
thì phần sân vườn cũng được sắp đặt phù hợp để mang tới cho gia đình một khoảng sân thông thoáng, đỗ xe và vui chơi thoải mái, đồng thời trồng được nhiều loại cây hoa cảnh cho không gian xanh mát. Đây quả thật là một mẫu nhà lý tưởng đúng không các bạn? Hãy nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi. Nhà Phương Đông, hotline 0888 625 888 để được tư vấn. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho chúng tôi một like nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.